giai đoạn thành lập FPT là giai đoạn đen tối nhất về kinh tế của Việt Nam. Lạm phát tăng 3 chữ số và tất cả mọi người đều không sống được. Anh Phạm Hùng đã nói với tôi rằng mình ơi phải làm gì đi, ta không thể nuôi được vợ con ta nữa. Những lời kêu cứu của bạn bè là đã đưa đến quyết định thành lập FPT. Lúc đó là mỗi việc thôi, là chuẩn bị một số lô máy tính để xuất khẩu sang Liên Xô. Thì cái này nó cũng thời vụ lắm, cho nên là không được gì làm. Và với chúng tôi những người hàng xe làm việc thì đó là cái tâm trạng rất tâm trọng. Đầu năm 2002 mà đi lên xe lên đường đi Mỹ đi một mình mà cảm giác nó vô vọng. Mình cứ đi thôi nhưng mà không biết là đi đến đâu, đến thành phố cũng chưa đến bao giờ. Mình sẽ đạt được cái gì ở đấy? Thì thời điểm đó thì chúng ta không thể làm tổng thầu được. Và các hãng nước ngoài mới làm tổng thầu, chúng ta chỉ làm thầu phụ. Thế nhưng cái thân phận thầu phụ thì rất là cay đắng khi mà việc thì họ giao cho những cái việc chúng ta làm được, họ không giao, họ thích việc gì họ giao việc đấy, và họ bắt chúng ta phải người xếp đủ, ngồi đủ, nhưng mà không việc gì là họ do họ chỉ. Có lúc thì không có việc, vẫn phải xếp người, rồi được tiếp xúc khách hàng thì không cho tiếp xúc. Khi mà bị họ hỏi là thế FPT có biết phần mềm nhúng không, có kinh nghiệm mấy năm rồi, và họ đưa ra những cái thuật ngữ về phần mềm nhúng mà mình nghe, mình nhiều khi là lần đầu tiên mình nghe thấy cũng chưa hiểu bao giờ, cực kỳ run. Mặc dù rằng là không biết làm gì, mặc dù là chưa có kinh nghiệm, nhưng mà khi mà thành lập FPT thì những khó khăn đấy không làm dập tắt được một khát vọng của những người sáng lập FPT, một ngọn lửa cháy bỏng rằng FPT sẽ trở thành công ty hùng mạnh, sẽ góp phần hưng thịnh quốc gia, sẽ đứng ở những cái đỉnh cao công nghệ. Thế từ đó thì chúng tôi có một cái dây dứt và có một cái khát vọng và quyết tâm là chúng ta phải trở thành tổng thầu để đảm được tất cả những cái thầu chính ở Việt Nam, vừa là mình thành công trong kinh doanh, mình chủ động kinh doanh, nhưng mà cũng là mang lại cái lợi ích cho khách hàng của mình và mang lại lợi ích cho đất nước. Niềm tin chắc chắn là mình, nếu mà mình làm được việc với họ thì mình ký được hợp đồng với họ, mình sẽ làm được việc, và khát vọng là kiểu gì mình cũng phải thành công. Cái thời điểm nước rút 50 ngày đêm để hoàn thành dự án, 130-150 người làm việc cả ngày cả đêm. Có cá biệt là có trường hợp như là có anh phụ trách được toàn bộ phần data migration của chúng tôi là với vợ mới sinh con, một tuần chỉ về tắm giặt và thay quần áo và nhìn mặt con một lần xong lại quay lên công ty làm việc tiếp. Anh em thậm chí là phải thức đêm gần một tháng trời để cài đặt và kết nối hệ thống để kịp tiến độ làm POC cho khách hàng. Toàn bộ con gửi trong video theo là làm từ sáng 7 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm không ngơi nghỉ. Các shop phải đóng cửa vào lúc 10 giờ, nhưng thực ra các bạn mà có thể ra về được ý, thì sớm nhất cũng là 10 giờ 30. Nếu mà hôm nay chúng ta rời vị trí thì tất cả sự nghiệp của biết bao nhiêu người, niềm tin biết bao nhiêu người sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Khách hàng Nhật Bản nhớ rất là kỹ, bởi vì trong lúc khó khăn nhất thì họ không còn đối tác Trung Quốc, không còn đối tác Ấn Độ, không còn đối tác nước ngoài nào, còn lại đối tác Việt Nam, còn lại FPT. Cổ phiếu bùng phát lên thì tinh thần lúc bây giờ nó rất là sung sướng. Mình không nghĩ rằng là mình có một cái số đấy mà hàng ngày mình có thể đem ra để mình cân đo đong đếm, và mình có thể mình tính đếm nó được hàng ngày, vì nó cứ lên vù vù mỗi ngày, nó một lên thì nói chung là chị rất là sướng. Nói chung là sướng. Mình mở tin nhắn mình xem thì nội dung nó ngắn gọn thôi. Báo cáo anh là đường trục đã phong, mắt mình nó bừng lên, tóc lên nữa. Mà mình đọc mà mình không tin là đường trục nó xong. Da gà, tóc, tai mình nó gọi là nó nổi lên, giống như là nó có cái gì đó, luồng không khí nó chạy rừng 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 ở trong người mình. Có nguyên cả một bảng bản hiệu tên ở trên hàng đỏ, nghĩa là được xếp cạnh với cả những đại diện như là Getty, là Yahoo. Đấy thì đó cũng là một điều rất là tự hào, bởi vì là Universal đã công nhận VN Express là tờ báo có số lượng độc giả cao nhất của Việt Nam. Cái khoảnh khắc mà đến lúc mà chúng tôi trúng được cái thầu thuế thu nhập cá nhân với tư cách tổng thầu trị giá 15,4 triệu là thời kỳ trước mà nó chúng tôi như là cái nối dây rất giải tỏa, và cái niềm vui nó được
nhân lên và thật vỡ hòa khi mà cái hệ thống nó được sau 3 năm triển khai được trên toàn quốc đã thành công và được khách hàng đánh giá cao. Đặc biệt là xúc động là khi vào tháng 5 năm 2012 đứng ở trên đất của khu công nghệ cao Hòa Lạc và nhìn thấy cái cơ ngơi của trường đại học FPT, nhìn thấy lứa sinh viên đầu tiên chuyển đến đó, ăn ở đó, ngủ ở đó, học ở đó, và nhìn thấy những cán bộ công nhân viên, những thầy cô giáo đầu tiên gần như là những người đi cắt hoa, thì cảm giác là lúc này mình đã trở về đúng cái ngôi nhà của mình. Khi đó thì tôi với bà Ánh Bình mặc trong cái bộ trang phục của khu thức 1, mở trang điểm xung quanh như là những người về đích, đấy là cái đích của tỉnh. Và tâm trạng của tôi là tất cả mọi người đều hợp, chứ không chỉ những người trên sân khấu như tôi, Bình, Anh Bạch. Chị còn nhớ có những lần anh Bình hoặc anh Thành Nam sang công tác mà toàn bộ anh chị em FPT Japan tụ tập ở cái nhà đấy. Và các anh ấy nói chuyện qua đêm luôn. Thế mà không cảm thấy mệt mỏi, anh em, anh Bình say sưa nói, anh em thì say sưa nghe mà rất là vui. Văn hóa FPT thì chị thấy không giống ở công ty nào mà chỉ có ở FPT mới có. Đó là một cái công văn hóa nói chung là rất là phá cách. Có cái chương trình FPT Care đấy thì em nghĩ là cái chương trình này cũng rất hay khi mà quan tâm đến sức khỏe của nhân viên. Tức là từ khi mà vào FPT thì em mới biết được nhóm máu của mình là nhóm máu gì. Từ cái cảm hứng về cái sự trang trọng của cái cuộc hội thảo như thế này cho nên bác phấn khởi quá, thì bác về bác suy nghĩ là bác phải viết bài là con cho cha mẹ niềm vui, vì là nếu con không công tác ở đây thì làm sao mà có được niềm vui này. Cho đến bây giờ đối với thế hệ chúng tôi, có thể FPT là cả cuộc đời, là máu thịt, là cuộc sống, là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Và chúng tôi cảm ơn cuộc đời là cho chúng tôi những khoảnh khắc chúng tôi đã có thể được sống, được cho và được nhận đầy đủ. Đây là một thời cơ, không có một cái cản trở nào ngăn cản FPT ganh đua với các tập đoàn hàng đầu về công nghệ. Và chúng ta phải nhanh chóng tìm được điểm công nghệ của chúng ta, những cái điểm gọi là đại dương xanh của nhà FPT, tập trung xây dựng cái thế lực của chúng ta ở khu vực ấy và nhanh chóng khai thác thế lực ấy bành trướng ra trong thời này. Đây là điều kiện chưa bao giờ có và chúng ta sẽ là trở thành một công ty dẫn đầu về cái công nghệ thông minh. Hiện tại thời điểm này đang có một cái sự dịch chuyển về công nghệ rất là lớn trên toàn cầu, thì mục tiêu đạt được vẽ lại thì mình cũng sẵn sàng xông ra để có những cái vị thế nhất định, thì mình cái vị thế leader nghĩa là mình sẽ đạt được. Tôi tin vào con người FPT. Thứ nhất là con người FPT tham vọng, có những ước mơ. Thứ hai là con người FPT có những quyết tâm để có những phương pháp, biết tìm những phương pháp, biết biến những cái ước mơ, những cái tham vọng đó thành hiện thực. Thì tôi có một cái khát vọng và một cái niềm tin sâu sắc rằng các cái sản phẩm phần mềm của FPT do FPT phát triển sẽ chinh phục thế giới và sẽ mang lại cho FPT doanh thu hàng trăm triệu đô la Mỹ. Sản phẩm đó có thể là những sản phẩm trong lĩnh vực viễn thông, lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực chính phủ điện tử, lĩnh vực y tế và lĩnh vực thuế. Niềm tin là cái lứa sinh viên mà chúng ta đang gọi như là dạy dỗ, chúng ta phải bảo đảm được cho tức là đại học những cái bảo đảm với tương lai thành công của cái sinh viên đấy. Anh nghĩ rằng tương lai cái phê chính là sinh viên đại học này.